mến chào tất cả các bác. Thì từ ngày 29 tháng 9 này, từ ngày 27 tháng 9 thì em sẽ giảm giá cái con xe 9 này Class H các bác nhá. Giá là 4 triệu chưa bao ship các bác nhá. Chưa bao ship và bảo hành 1 tháng các bác nhá. Tất cả nó là con Class H các bác nhá. Các bác nào muốn mua bảo hành 1 năm thì các bác cứ cộng thêm tiền vào cho em thôi. Đấy. Và bao vận chuyển luôn. 4,5 triệu, 4,6 triệu bao vận chuyển bảo hành 1 năm. Còn đâu 4 triệu em nói thẳng luôn, bảo hành 1 tháng và không bao vận chuyển. Đấy. Em đang đánh trực tiếp nhạc từ điện thoại vào cục đẩy luôn, các bác có thể thấy tiếng rất là hay luôn đấy. Thì ngoài những sản phẩm này thì em đang có con LA1000, giá là 5,3 triệu chưa bao ship và 5,5 triệu bao ship toàn quốc. TCA 4,600 là 6,8 triệu các bác nhé, 6,8 triệu bao ship, 6,6 triệu không bao ship. Đấy, rất là nhiều sản phẩm. Tiếp theo đó là cục súp Calip 12, giá 3,000,000 chưa bao ship. Súp này thì cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn thấy từ những chi tiết rất là nhỏ, rất là đẹp luôn. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp các bác nhé, liên hệ trực tiếp với hai số bên dưới này. Đấy. Đây là BMW 1000 hàng China loại 1, rất đẹp, giá 4,8 triệu. Đây, bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp các bác nhé. Chào tất cả các bác.